Quý vị, sau đây là phần nhận định thị trường và đến với bản tin hôm nay là anh Ngô Phụng Hiệp, giám đốc khối nguồn vốn và đầu tư của công ty chứng khoán ACB. Chào anh Hiệp. Chào. Đầu tiên thì mình nói về thanh khoản của thị trường hôm nay một chút xíu. Hình như thanh khoản đã giảm khoảng 18%, thì anh có nhận định gì về cái sự sụt giảm thanh khoản hôm nay? Tôi nghĩ thanh khoản giảm trong ngày hôm nay là một việc rất là dễ hiểu, bởi vì trong cái giai đoạn 1-2 tuần vừa rồi đó, thì thị trường của chúng ta, đặc biệt là VN Index, thì chủ yếu là đi ngang và giảm điểm, cho nên là có thể nói là một bộ phận các nhà đầu tư họ cảm thấy là không cái độ hấp dẫn của thị trường hiện tại đang tạm thời giảm đi, vì vậy cho nên là họ không mua vào đó. Và mặt khác á, thì với cái VN Index ở vùng 550 mấy điểm hiện nay đó, thì phải nói là đang khá là rẻ, cho nên các nhà đầu tư mà nắm cổ phiếu thì họ cũng không muốn bán ra, chính vì bên mua cũng không muốn mua vào và bên bán cũng không muốn bán ra, cho nên dẫn đến là cái thanh khoản giảm. Như vậy thì thường thường là thanh khoản giảm thì cái niềm tin vào thị trường vào cái giai đoạn đó thường thường nó không có, hay là không có những cái lý do gì chính đáng để họ đầu tư, phải không? Vì thế cho nên cái thanh khoản nó sụt. Dạ vâng, thường thường thì trong khi thanh khoản sụt giảm thì nó có một số cái lý do, một số cái tình huống làm cho thanh khoản sụt giảm. Nhưng mà trong cái tình huống thị trường hiện tại đó, là bởi vì trong ngắn hạn đầu tư vào VN Index không hấp dẫn đối với một số nhà đầu tư theo cái trường phái lướt sóng, vì vậy cho nên là họ chọn đứng ngoài thị trường và chờ những cái tín hiệu để mà vào lại. Về giá dầu thì không riêng như thị trường của Việt Nam mà toàn thị trường thế giới lúc nào cũng nói chuyện xung quanh giá dầu. Thì theo anh thì giá dầu của thế giới thì bây giờ nó đã ảnh hưởng đến thị trường tại Việt Nam như thế nào? Đó là một câu hỏi rất là thú vị, thì bởi vì nó liên quan đến cái vấn đề mà chúng ta vừa thảo luận về VN Index. Sở dĩ mà trong 1-2 tuần vừa rồi VN Index không có được những cái sự khởi sắc là bởi vì bị ảnh hưởng bởi các cái cổ phiếu trong lĩnh vực dầu khí, và các cái cổ phiếu trong lĩnh vực dầu khí Việt Nam thì rõ ràng là bị ảnh hưởng bởi giá dầu trên thế giới. Thì trong 1-2 tuần qua thì giá dầu trên thế giới có giảm, nếu mà tôi nhớ không lầm thì trên 10%. Thì đó là những cái sự liên hệ giữa cái giá dầu trên thế giới, các công ty dầu khí Việt Nam và cái chỉ số VN Index. Như theo anh nhận định thì giá dầu càng giảm thì những cái công ty dầu khí cổ phiếu của họ là sẽ không mấy khả quan. Theo anh nhận định thường thường như vậy không? Dạ vâng, rõ ràng là chúng ta thấy vào cuối năm 2015, khi mà đầu 2016 khi mà giá dầu giảm sâu đó, thì các cái công ty hoạt động trong lĩnh vực dầu khí, ví dụ như là PV Gas hoặc là BVD chẳng hạn, thì cũng có những cái đợt điều chỉnh sâu, và sau đó thì giá dầu có phục hồi lên được quanh vùng 40 trên 40 đô la một thùng đó, thì giá cổ phiếu của các công ty dầu khí lại phục hồi. Thì hiện tại có điều chỉnh thì lại cổ phiếu của các công ty đó lại giảm. Ban đầu thì mình đã có đề cập một chút về thanh khoản, mặc dù là thanh khoản thấp nhưng mà hôm nay là khối ngoại mua ròng khá nhiều, thì vì đâu mà có những cái hoạt động của khối ngoại mua ròng hôm nay? Tôi nghĩ rất đơn giản là với cái vùng VN Index ở 550-560 điểm, thì thực tế là cái thị trường chúng ta đang được giao dịch ở với mức định giá khá là rẻ. Tôi nghĩ ở mức PE khoảng 10-11 lần, là một mức rất là thấp. Nếu chúng ta nhìn vào các cái thị trường trong khu vực ASEAN thì mức bình quân đang ở 18 lần. Như vậy là một cái mức thấp hơn 30%. Thì tôi nghĩ đó là cái lý do chính mà các nhà đầu tư ngoại họ mua vào, bởi vì họ thấy là thị trường của chúng ta đang rẻ một cách tương đối so với lại các nước trong khu vực. Đúng rồi. Thường thường là những nhà đầu tư tổ chức nước ngoài họ rất chú trọng vào cái PE, phải không? Yeah. Khi mà họ thấy là cái mức giá cổ phiếu đang giờ hiện thời rất là rẻ thì họ không ngần ngại, họ dồn hết tiền của họ vào trong lúc đó. Thì đó là một trong những lý do mà giải thích là khối ngoại mua ròng hôm nay. Thì câu tiếp theo cho Quang Vinh hỏi anh như thế này: trong thời điểm hiện nay thì anh khuyên những nhà đầu tư nên tập trung vào những ngành nào? Tôi nghĩ hiện tại thì do là VN Index đang ở cái mức thấp như vậy thì có một vài cổ phiếu đang có thể nói là bị định giá thấp, và nhà đầu tư có thể xem xét mua
Đặc biệt là nếu mà trong một vài ngày tới mà thị trường cần điều chỉnh giảm đó, thì những cái cổ phiếu ví dụ như là những cổ phiếu blue chip ví dụ như là FPT cũng đang ở vùng giá rất là rẻ, hoặc là Nhựa Bình Minh, hoặc là Vinamilk, hoặc là Dược Hậu Giang chẳng hạn, thì tôi nghĩ là những cái cổ phiếu có cơ bản tốt và do cái điều chỉnh của thị trường làm cho giá giảm thì các nhà đầu tư đặc biệt là trung và dài hạn có thể xem xét mua vào các cổ phiếu này. Anh nói cổ phiếu Vinamilk, cổ phiếu Vinamilk là khá an toàn. Lúc nào những nhà đầu tư ngoài cũng săn lùng cổ phiếu này một cách rất là mạnh mẽ. Dạ vâng. Nếu mà có room một chút là nhà đầu tư ngoại mua liền. Dạ vâng. Không bao giờ mà có room hết. Dạ. Thì đây là một trong những cổ phiếu mà cái fundamental là nó khá mạnh, phải không? Dạ vâng. Ngoài Vinamilk thì hàng tiêu dùng còn những cổ phiếu nào nữa? Hiện tại thì hàng tiêu dùng có ngoài Vinamilk thì thật là chúng tôi cũng không thấy một cái cổ phiếu nào là điểm sáng trong thời điểm hiện tại. Các cổ phiếu niêm yết, các cổ phiếu chưa niêm yết thì có một vài cổ phiếu, hoặc là ví dụ như vừa rồi chúng ta thấy là có cái công ty Vitsan cũng nằm trong ngành hàng tiêu dùng, thì khi mà cổ phần hóa cách đây một tháng thì các nhà đầu tư bỏ giá rất là cao. Còn hiện tại thì tôi nghĩ là thay vì tập trung vào ngành thì tôi nghĩ là nên tập trung vào các cổ phiếu blue chip mà có cái cơ bản tốt, giống như các cổ phiếu mà chúng tôi vừa có dịp chia sẻ. Cảm ơn anh Hiệp về những chia sẻ vừa rồi. Và hy vọng sau những chia sẻ của anh thì các nhà đầu tư có những quyết định đầu tư của họ một cách sáng suốt hơn. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của anh Hiệp đến từ công ty chứng khoán ACB. Sau đây, Quang Vinh xin được tổng kết lại những điểm tin chú ý của bản tin hôm nay. Theo báo cáo cập nhật tình hình kinh tế tháng 3 khu vực châu Á-Thái Bình Dương mới được công bố, ngân hàng NZ đã dự báo năm nay tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt mức 6,9% và đến năm 2017 sau đó, GDP cũng giữ được mức tăng đến 6,5%. Tất cả những yếu tố này là động lực cho tăng trưởng kinh tế năm nay. Trong một nhận định khác có liên quan đến kinh tế vĩ mô, ANZ cho rằng CPI năm nay của Việt Nam chỉ tăng 1,7%. Vừa qua, Hội nghị Hội đồng Điều hành Hiệp hội Luật gia các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 38, gọi tắt là ALA, đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là lần họp đầu tiên của hội nghị sau khi Cộng đồng Kinh tế Chung ASEAN chính thức được hình thành. Xét thấy sự tự do hóa việc hành nghề luật chưa được nhiều nước trong ASEAN thực hiện, vì vậy Hội đồng Điều hành ALA đã thông qua một khuôn khổ hài hòa cho sự tự do hóa hoạt động hành nghề luật tại tất cả các nước trong ASEAN, thành lập một ủy ban lâm thời với những nhiệm vụ nghiên cứu để xác định một khuôn khổ hài hòa. Trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày. Vì vậy, theo đại diện Bến xe Miền Đông, dự báo lượng khách đi lại bằng phương tiện xe khách sẽ tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước. Tận dụng dịp lễ kéo dài và nhu cầu đi lại tăng cao, giá vé xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai sẽ phụ thu không quá 30% từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Trong khi đó, các đơn vị vận tải tại bến xe miền Tây được điều chỉnh tăng không vượt quá 40% giá vé so với ngày thường và thời gian phụ thu trong 2 ngày lễ nêu trên. Trong phiên họp sáng ngày 4 tháng 4, Quốc hội Campuchia đã chính thức thông qua đề xuất cải tổ nội các của Thủ tướng đương nhiệm Hun Sen. Trong đó, đa phần là sự luân chuyển thành viên giữa các bộ. Đây là lần cải tổ nội các đầu tiên của chính phủ Hoàng gia Campuchia trong nhiệm kỳ 5 năm, giai đoạn 2013 và 2018, với việc đề bạt những bộ trưởng mới, trẻ và tài năng để cùng với chính phủ Hoàng gia đẩy mạnh quá trình cải cách đất nước. Nội các Campuchia sẽ gần như thay đổi hoàn toàn và chỉ giữ lại 3 bộ trưởng cũ gồm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Quản lý Đất đai và Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tuần qua, hàng triệu tài liệu mật của công ty luật Mossack Fonseca tại Panama vừa bị rò rỉ đã tiết lộ chi tiết về tài sản nước ngoài của hàng trăm ngàn khách hàng của hãng luật này. Trong đó có rất nhiều chính trị gia, quan chức các nước và cả một số diễn viên điện ảnh nổi tiếng và siêu sao bóng đá. Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế cho biết, hiện tài liệu Panama đang được một đội điều tra gồm hơn 370 nhà báo đến từ 70 quốc gia xem xét. Hiện tại, vẫn chưa có thông tin chính thức về người đã đưa các tài liệu này ra ánh sáng.
Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin FBNC của chúng tôi hôm nay. Quý vị có thể xem lại các chương trình đã phát của chúng tôi trên fbnc.vn. Tôi là Quang Vinh và xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai.